nhãn nhục. À, đèn sen. Nho khô. Bạch quả. Để bạch quả. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người á, mình sẽ quay chi tiết cho mọi người món chè sâm bổ lượng nha mọi người. Chỗ bán chè của dì Sưng á thì có bán rất là nhiều loại chè nha mọi người. Nhưng mà nổi tiếng nhất là sâm bổ lượng nha. Đây, đây là dì Sưng, dì chủ nha. Chào dì Sưng. Dì có thể cho mọi người biết là dì bán chè này được bao nhiêu lâu rồi không? Dì bán 16, 17 năm rồi. Dạ. Gần 20 năm rồi đó mọi người. Đây là các món đây là các món dì ngoại trừ bán cái món sâm bổ lượng thì dì còn bán cái món chè gì nữa dì Sưng hả? Dạ, vậy là cũng gần 10 món ha. Đây là hạt sen. Đây là bạch quả. Đây là bo bo nè mọi người. Thì chút xíu mình sẽ nói lên từng các loại mà công dụng nha. Về nguồn gốc xuất xứ của nó nha mọi người. Đây là nho, nho khô. Đây là táo tàu ha. Nhãn nhục nè mọi người. Đây là khóm, kim chè trái cây. Sari nhào. Thì mình sẽ mua tiếp một ly chè đậu của dì Sưng bán nha mọi người. Ngoài ra còn xương xa hột lựu nha mọi người. Đây là mũ gòn. Đây là mũ chôm. Đây là xương xa. Đây là rong biển nè mọi người. Đó. Món đầu tiên trong món sâm bổ lượng nha. Gà thành. Nhãn nhục. Chè sen. Nho khô. Bạch quả. Chè bạch quả. Bo bo nha mọi người. Cái này là gì vậy sen chị Sưng ơi? Thạch sợi. Thạch có sợi ha. Thạch sợi. Đây là nước. Dạ. Nước sâm nấu với đường phèn nha mọi người. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Một ly về thì dì Sưng bán với giá là bao nhiêu tiền dì Sưng hả? Dạ. Một ly nha, sâm bổ lượng về thì dì Sưng bán giá là 17 ngàn nha mọi người. Đây, tiếp theo mình mua của dì Sưng thêm một ly chè đậu nha mọi người. Cũng là rong biển, sau đó thạch. À, đậu chén. Đậu ngự. À, đậu ngự. À. Dạ, đậu đen. À, đậu đen. Đậu giang. À, dạ rồi. Lụ. Xuân xa luôn. Một ly chè đậu vậy thì dì Sưng bán giá là bao nhiêu tiền? 13 ngàn. Dạ, chỉ 13 ngàn thôi nha mọi người. Rất là bình dân luôn. À, nước cốt dừa. Sau đó là cái nước đá nha mọi người. Đây, mọi người xem. Mọi người xem ha. Một ly chè đậu thì có giá là 13 ngàn thôi. Mình sẽ mua một ly chè trái cây nha mọi người. Đợi anh chút. Ờ. Anh Giang người vợ sớm giờ. Của chị Sưng bán nè. Hấp dẫn lắm mọi người. Xì ngào ha. Nhãn nhục. Táo tàu. Dạ rồi. Nho khô. Đây là đã xong một ly chè trái cây. Ly chè trái cây này thì có giá bao nhiêu vậy Sưng hả? 13. Cũng 13 ngàn nha mọi người. Ly chè trái cây với giá 13 ngàn. Rất là rẻ, hấp dẫn luôn. Ăn một ly này là theo mình là no chừng 2-3 tiếng có. Mọi người cùng xem nha. Chẳng lắm hơn mọi người. Đây là bạch quả nè mọi người. Đây là một món ăn rất tốt cho trí não ha.
ngăn ngừa các chứng mà rối loạn máu mà bị vón cục đó ha mọi người. Nhưng mà khuyến cáo với mọi người là trẻ em không nên ăn quá 5 quả này nha, một ngày nha, sẽ rất dễ bị mắc ói chóng mặt đó mọi người. Mình cũng giới thiệu thêm cho mọi người biết ha, cây bạch quả này nè là có tuổi đời sống rất là lâu, trên 1.000 năm nha, được trồng rất nhiều ở Trung Quốc á, mà sức sống là vô cùng mãnh liệt nha mọi người. Cái vụ nổ mà Hiroshima của Mỹ mà hạ xuống Nhật Bản đó năm 1945 đó mọi người, thì ngay chỗ cái vùng Hiroshima có 4 cây bạch quả. Thì sau vụ nổ đó thì các cây bạch quả này đã bị cháy lá nhưng không bị khô gốc và chúng hồi sinh trở lại, sức sống rất là mạnh liệt. Hôm nay là hạt sen nè mọi người. Hạt sen thì có nguồn gốc á, từ bên hông mà các dòng sông Nin á ở Ai Cập á, sau đó mới được chuyển sang Ấn Độ, Trung Quốc và về tới Việt Nam. Còn đây là bo bo nè mọi người. Bo bo này á thì có tên Trung Quốc tên là ý dĩ. Nó có tác dụng là có thể là giúp mình á chống đói, đột với cơ mang đối với người Việt Nam. Nếu mà theo các phương thức mà trị bệnh nước ngoài á, thì bo bo này khi mình phơi khô á, sau đó mình giã ra thành bột, mình nhét vào kẽ răng chỗ bị nhức răng á, thì sẽ bớt đau răng nha mọi người. Còn đây là rong biển nha mọi người. Rong biển này là sống ở các vùng nước ngập mặn lợ lợ đó, nhưng mà phải với điều kiện là có ánh sáng chiếu xuống á, thì nó mới quang hợp sinh sôi nảy nở được nha mọi người. Món này là cũng rất là tốt, ăn rất là mát cho sức khỏe mình, trong món sâm bổ lượng. Còn đây là nhãn nhục nè mọi người. Nhãn nhục này thì rất tốt cho những người bị thiếu máu, nhưng mà nếu mà mình ăn quá nhiều thì không tốt cho những người bị tiểu đường nha. Là do cái chất ngọt ở trong nhãn á, sau khi được sấy khô á hai lần đó, ra là chất ngọt nó sẽ kết dính lại. Còn đây là táo tàu nè mọi người. Táo tàu á còn gọi là đại táo hay là hồng táo nha, nhìn rất hấp dẫn mọi người. Đây là một cây táo á, có sức chịu đựng nhiệt á, là dưới 15 độ C, sức sống cũng rất là mãnh liệt và chỉ ra hoa đó kết trái khi mà có nhiệt độ là nóng thôi nha. Còn ra đây là nho khô nè mọi người. Ở đây mình mời mọi người ha, dùng chung với mình đi sâm bổ lượng ha. Đây có giá 17.000 của Nhật Sơn nha, chợ 45 nha mọi người. Mời mọi người xem hấp dẫn luôn, đi sâm bổ lượng với đầy đủ là các gia vị nha, dục táo tàu, hạt sen. Rau Mỹ nè, thành rau câu sắc nhỏ nè, rau câu nè, bo bo nè mọi người, rất hấp dẫn mọi người ha. Cái nước đường này được nấu bằng nước đường phèn với thêm một cái cát gì thuốc bắc mà từ sâm đó mọi người, rất là thơm, vị ngọt rất là dịu nhẹ. Vậy là trong khoảng thời gian ngắn mình đã ăn xong cái món đi sâm bổ lượng bảy một về cho mọi người, giá là 17.000 đồng ha. Thì đây là một món ăn từ Quảng Đông, sau đó hình thành qua Macau và Hồng Kông và đến Việt Nam của mình. Thì mình á cảm nhận với mọi người á, với giá là 17.000 đồng tại quán Chè Sân thì rất là phù hợp với tiền với mọi người. Nhưng mà mọi người muốn có một cái món ăn hay là món thức uống giải khát